Với thủ đoạn vờ đi mua hàng, một thanh niên đã nhanh tay lấy cắp chiếc xe máy Honda hiệu SH1. Vụ việc xảy ra chiều qua tại một cửa hàng thuộc địa chỉ số 82 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm. Theo hình ảnh được camera trích xuất, trước khi thực hiện hành vi, đối tượng đã vờ vào cửa hàng quan sát bên trong, sau đó ra về và lợi dụng sự mất tập trung của chủ xe và bảo vệ để bẻ khóa lấy xe. Vụ việc là lời cảnh báo trong những tình huống để xe máy khi mua hàng trên phố.